chiếc ô tô buýt chật ních người nhưng giữa đám người chen chúc ấy vẫn nổi bật lên một vị khách mà thoáng trông cũng biết ngay là đi nhầm xe chỗ của ông ta lẽ ra là trong xe cấp cứu mới phải vì tay trái ông ta bị buộc treo lên vai bằng một dây vải trắng đầu thì băng bó chẳng chịt một mắt thì sưng húp lên còn mắt kia thì thâm tím khắp xung quanh một tay bám lấy thanh vịn ông khách vừa có xoay sờ tìm cách đứng cho thuận tiện vừa rên rỉ luôn miệng thấy vậy một hành khách đang ngồi tỏ ý thương hại, đứng dậy nhường chỗ cho ông ta. Cám ơn ông, ông khách mình đầy thương tích rên rỉ nói. Ủa, bác sen mần đấy à, thế mà tôi không nhận ra. Người khách vừa đứng dậy nhường chỗ kêu lên bác bị làm sao thế này. Đứa nào đánh bác hay sao mà mặt mày thâm tím hết cả lên thế kia. Bác Sarofetin đấy à, chào bác, chà, bác hỏi làm gì cho tôi thêm buồn. Cái thân hình tôi nó thế này đã hai tháng nay rồi. Rõ khổ. Thế nhưng bác làm sao vậy? Lạy chúa, xin người thương xót con. Con hoàn toàn kiệt sức mất rồi. Thế các đốc tờ bảo thế nào ạ? À? Bác bị bệnh gì vậy? Ôi dào, đốc tờ mà làm quái gì? Đốc tờ cũng chả chữa được bệnh của tôi. Lạy thánh a -la, sao người lại bắt con chịu cách cực hình như thế này? Mà lại không bắt các kẻ thù của con phải chịu. Ôi, khắp người tôi đau như dần, đến chân tay cũng không cử động nổi nữa. Nhưng dù sao bác cũng phải đi bệnh viện cho doctor họ khám xem thế nào chứ. Bệnh viện gì? Đến nhà thương điên thì có, chẳng giấu gì bác, tôi bị mắc một cái bệnh truyền nhiễm. Nghe nói thế, Sarafetin bỗng lùi hẳn người lại. Chết, thế sao bác còn đi ra phố làm gì? Chào ôi, nói thì dễ đấy, nhưng nào có ngồi nhà được cho cam. Tôi bị lấy cái bệnh thằng con tôi mất rồi. Thế cậu nhà cũng bị ạ? À? Nó còn bị nặng bằng mấy tôi ấy chứ bệnh của nó đã thành mãn tính rồi. Tôi bây giờ cũng vậy, có mỗi cái trường phổ thông mà nó không làm sao tốt nghiệp được. Năm lớp 9 đã bị đúc rồi, lên lớp 10 cũng lại thế nốt. Mà cũng chỉ tại cái trò bóng bánh chết tiệt, đã bao nhiêu lần tôi lại van nó, bảo, mày quăng ngay cái trò bóng bánh khốn nạn ấy đi cho tao. Nhưng nó lại trả lời tôi, con không quăng được, nó tự hủy hoại cái thân xác nó thật là ghê gớm đến nỗi tôi với mẹ nó không còn dám nghĩ đến chuyện mong cho nó học giỏi nữa, mà chỉ lo làm sao cứu Vãn lấy tính mạng của nó mà thôi. Mỗi lần đi đá bóng về trong nó cứ như vừa đi đánh giặc vậy. Đội ơn thánh Ala, bây giờ nó đã bị gãy chân trái rồi, nên không đá bóng được nữa. Thấy nó bị gãy chân, tôi sung sướng quá, vì không thế thì thế nào có ngày nó cũng bị người ta đánh chết. Ôi, xin Chúa hãy tha thứ cho chúng con, tôi và mẹ nó thường bảo thôi cho nó gãy chân cũng được. Chỉ cốt sao nó thoát khỏi cái bệnh truyền nhiễm ấy mà còn sống là may rồi. Nhưng từ khi bị gãy chân, nó lại quay sang mê xem đá bóng quá thể. Hôm nào có đá bóng thì có trời mà giữ được nó ở nhà. Đá ở đâu nó cũng mò đi xem cho bằng được. Đá ở Ankara là nó nhảy đi Ankara. Đá ở Idemia là nó tách đi Idemia. Nhưng cái chuyện nó ứ đi đi về về như con thoi ấy cũng chưa hẳn là nhục. Nhục nhất là mỗi lần đi về trông nó lại phờ phạc không còn ra hồn người nữa. Chân đứng không vững, giọng thì khản đặc lại. Có đến hàng bao nhiêu lần tôi bảo nó là đừng có la hét như điên ấy cho nó khản tiếng ra. Nhưng nó bảo tôi, bố chỉ được cách ngồi nhà mà nói. Bố cứ thử ra sân mà không la hét xem nào. Có hôm nó đi xem về thế nào mà đầu vỡ toát ra. Còn hôm khác thì mũi bị dập nát và mắt thì sưng húp lên. Giá bảo nó còn đá bóng như hồi xưa mà bị như thế thì khả dĩ còn hiểu được, chứ đằng này nó chỉ xem người ta đá thôi cơ mà. Nhưng nó lại cãi, ai đi xem mà chẳng phải đánh nhau. Bố cứ thử ra đấy mà ngồi im xem nào. Có lần chúng tôi phải đến bốt cảnh sát để nhận nó về. Những người đi xem đá bóng đánh nhau dữ quá, cảnh sát phải giải tất cả về bốt. Có đến hai lần chúng tôi phải khiêng nó từ xe cấp cứu xuống. Trời ơi, sao con không thương xót lấy cái thân con một chút, mà lại đi hủy hoại nó thế hở con, tôi nói với nó như vậy. Nhưng nó bảo rằng tuy cũng biết thế, nhưng nó không làm thế nào được. Nghe nó trả lời như vậy mà tôi thấy điên tiết, tôi bèn bảo nó, thôi được, hôm nào mày dẫn tao đi với mày để tao xem cái trò bóng bánh của mày nó như thế nào. Và thế là tôi đi với nó đến sân vận động Mithat Pasa. Trận đấu bắt đầu, lẽ cố nhiên, Lúc bắt đầu tôi chưa cổ vũ cho đội nào cả. Đội nào thắng hay thua đối với tôi cũng thế cả thôi. Tôi cứ ngồi quan sát khán giả và cười một mình. Bất ngờ, có một quả sút vào lưới y như một mũi tên. Cú sút thật là tuyệt vời. Chính mắt tôi được nhìn thấy, nhưng lão trọng tài ăn gian không cho tính điểm. Tôi tức không chịu được. Thấy mọi người, "Ê, trọng tài, tôi cũng bắt trước, ê." "Ê, rõ to." bỗng tôi nghe thấy có ai bảo trọng tài không cho ăn quả ấy là đúng không đúng tôi cãi lại quả ấy sốt rất đẹp nhưng trọng tài ăn gian đúng là lão ta ăn đốt lót rồi gã kia bảo tôi đồ con lợn mày có biết có những cu sốt như thế nào không hả tôi bảo hắn rằng bố hắn là đồ con lợn thì có vì mới đi xem lần đầu nên tôi đâu có biết tính tình của cái dân ham mê đá bóng thế là chưa kịp nói hết câu tôi đã bị hắn thoi cho một quả bằng trời giáng, ngã quay ra đất. May mà có những người ngồi bên cạnh can được, chứ không thì tôi đã no đòn với thằng cha ấy rồi. Còn ông con tôi thấy tôi bị đánh cũng chả thèm để ý gì cả, cứ mãi xem và luôn mồm kêu, xem kia. Sắp tung lưới nữa đây này, kể từ lúc đó, cái đội mà tôi bị ăn đòn vì nó, bỗng trở thành cái đội yêu mến của tôi. Bây giờ mỗi khi bóng đến chân các cầu thủ đội này là tôi không ngồi im được nữa. Tay tôi bắt đầu vung lên, như chuẩn bị đánh nhau vậy. Còn chân thì đá tứ tung không còn biết vào đâu nữa. Giá lúc này bóng mà rơi vào chân tôi, thì có lẽ nó phải bắt tít lên tận mặt trăng chứ chả chơi. Vung vẩy chân thế nào, tôi đá bóp một cái vào giữa lưng cái ông mùi trước. Ấy chết, xin lỗi bác, tôi vội nói, nhưng ông ta đáp lại với cái giọng của một người hiểu biết, không hề gì. Chuyện ấy là thương một lúc sau thì chính tôi lại bị một cú đá vào lưng này đom đóng mắt. Bấy giờ tôi mới hiểu rằng ở trên sân vận động thì không cái gì là không thể xảy ra được. Những cú đấm, cú đá cú huyết từ bốn phía cứ thế thỉnh thoảng lại dáng vào đầu, vào lưng. Nhưng cũng chẳng ai thèm để ý làm gì, ấy là lúc mọi người đã ham xem quá mất rồi. Bóng ở tít tận ngoài sân cỏ, mà mình ngồi đây, cứ anh bên cạnh mà sút thật lực. Mà lạ cái lúc ấy cũng chẳng ai thấy đau cả. Sau đó, Baksharpetina, đội của tôi lại sút tung lưới một quả nữa, nhưng thằng cha trọng tài lại không cho ăn. Lần này thì tôi không còn nhịn được nữa, đuổi cổ trọng tài ra sân, tôi gào lên như điên, không còn biết gì đến xung quanh nữa. Chân tay tôi run cả lên. Bên cạnh tôi là một ông bán nước chanh, tôi cứ vớ lấy những chai nước của ông ta mà ném vào lão trọng tài. May mà đó là những chai nước chanh, chứ không phải lựu đạn. Chẳng ai còn buồn nhìn ra sân cỏ nữa người nào cũng quay sang choảng nhau loạn xạ. Tôi túm được cổ một thằng bé và cứ thế bóp làm nó suýt nghẹt thở. Thá tạ đúng vô tình mình có thể trở thành kẻ giết người là vì thế. Khốn nạn cho thằng bé, nó cứ gào lên, bảo rằng cũng ủng hộ cái đội của tôi. Tôi vừa buông thằng bê ra thì có một thằng cha cao lêu đêu bỗng vật ngửa tôi ra mà đè lấy đè đi. Tôi kêu to gọi thằng con tôi, nhưng cái thằng rời đánh còn đang mải nện nhau với lão trọng tài ở trên sân tôi gọi cảnh sát nhưng cảnh sát cũng đang choảng nhau cả khán giả lẫn cầu thủ cũng đang đám đá nhau túi bùi thôi được để tôi hỏi cái thằng cha đang đè lên người tôi xem hắn cổ vũ cho đội nào té ra hắn cũng cổ vũ cho đội của tôi phải khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi đôi chân gọng kìm của hắn vì hắn vì tôi chặt quá sợ để tôi thoát ra thì không tìm được ai để đánh mãi một lúc sau mọi người mới trở về trật tự và trận đấu mới lại tiếp tục được để cổ vũ các đấu thủ. Bây giờ, bắt trước mọi người, tôi cũng bắt hết to, hoan hô. Hoan hô, hết được một lúc thì giọng tôi khản đặc lại, tôi bèn quay sang gõ vào cái hộp sắt tây của ông ngồi đằng trước. Ông này mang cái hộp đi cũng là để cổ vũ các cầu thủ. Nhưng đến khi trên sân hai cầu thủ bỗng xông vào nhau đâm đá túi bụi, thì cảnh tượng mới thật là hỗn loạn. Tôi bị một thằng cha nào đó tung bổng lên cao, thú thật, chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể bay cao đến thế sau đó sau đó thế nào thì tôi không hay biết gì nữa chỉ biết lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong nhà thương thế là từ hôm đó bác vẫn chưa bình phục được sarah fettin hỏi vâng vì đến chủ nhật sau tôi lại đến sân vận động chả là đội của tôi chơi mà làm sao mà ngồi nhà được nói thì dễ đấy nhưng hôm ấy cứ thử ngồi nhà xem có được không có mà lấy dây thừng trói chân anh lại thì anh vẫn cứ chuồn đi được. Ôi, sao mà người tôi đau thế này? Bỗng từ cánh tay băng bó của Senman có một vật gì rơi ra. À, cái hộp sắt tây đấy mà. Để tôi gõ vào nó khi nào không thể gào được nữa Senman cắt nghĩa cho tôi. Khi tôi nhặt chiếc hộp đưa cho bác ta. Ô tô dừng lại, Senman đứng dậy, rên gì nói, thôi chào bác, bác Sarafetin. Không dám, chào bác, bây giờ bác đến khám doctor chứ, ấy ít trận hôm nay mà bỏ thế nào được? Chà, lạy chúa, chỉ mong sao cho tôi đừng đến muộn. Trần Thành cảm ơn độc giả thân mến đã dành thời gian quý báu để lắng nghe câu chuyện ngắn của chúng tôi trên kênh youtube. Sự ủng hộ và sự quan tâm của các bạn là nguồn động viên lớn, là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các bạn. Chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng câu chuyện đã chạm đến trái tim của các bạn và tạo nên những cảm xúc đặc biệt việc chia sẻ và kết nối qua câu chuyện là một hành động ý nghĩa và chúng tôi cảm ơn bạn đã là một phần quan trọng của cộng đồng này những ý kiến đóng góp và phản hồi từ phía các bạn là động lực quan trọng để chúng tôi không ngừng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa một lần nữa xin chân thành cảm ơn độc giả đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục gặp lại các bạn trong những câu chuyện sắp tới cảm ơn và chúc các bạn một ngày tuyệt vời